Thôi chúng ta bắt đầu các anh chị. Thì theo kế hoạch là bữa hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần thiết kế, cái thành phần lưu trữ. Rồi tuần sau chúng ta cũng còn học cái thiết kế thành phần lưu trữ. Rồi tuần tới nữa là chúng ta mới làm cái kiểm tra trực tuyến. Thành phần lưu trữ này chúng ta học trong tới 3 buổi. Buổi đầu tiên là tôi chỉ nói khái niệm ha. Bữa hôm nay á thì tôi sẽ nói, và khái niệm đương nhiên nó sẽ có cái lập trình ở trong đó, cái phần mở đầu. Bữa hôm nay thì là chúng ta sẽ học cả hai phần, cái phần mà tôi giới thiệu về cái kỹ thuật về thiết kế cái thành phần lưu trữ, và cái bài tập về cái thiết kế dữ liệu á, đặc biệt là hôm nay tôi nói về thiết kế dữ liệu, thì cái phần bài tập đó thì tuần sau là chúng ta mới sẽ làm việc, tôi đã có gia hạn thêm cái thời gian, các bạn. Rồi xong xuôi rồi thì là tôi sẽ minh họa thêm cái sụt code mà tôi có gửi qua cho các anh chị đó ha. Cái sụt code đó rất là quan trọng nha. Những cái bài về sau nó sẽ dựa trên cái sụt code đó. Chúng ta đang học về cái thành phần lưu trữ là cái DL. Còn cái BL và cái VL thì là thực sự chúng ta cũng đã có biết tới rồi. Nhưng mà bây giờ tạm thời là chúng ta xem nó đơn giản nhất có thể có, được không? Thì trong cái thành phần lưu trữ này á, nó sẽ chia thành hai cái thành phần con. Cái thành phần này nó gọi là xử lý lưu trữ, thành phần xử lý lưu trữ. Cái thành phần này nó gọi là dữ liệu lưu trữ. Trong cái xử lý lưu trữ thì có xử lý đọc và xử lý ghi. Trong cái dữ liệu lưu trữ thì có dữ liệu có cấu trúc là cơ sở dữ liệu, và dữ liệu phi cấu trúc là những cái tập tin media. Hiểu không ạ? Trong tập tin media thì nó sẽ có rất là nhiều loại, phim, hình ảnh, âm thanh, PDF gì đủ thứ hết, hiểu không ạ? Khi nói đến thiết kế một cái thành phần lưu trữ, tức là chúng ta mới đi thiết kế dữ liệu lưu trữ, chúng ta đi thiết kế xử lý lưu trữ. Hiểu không ạ? Thiết kế xử lý lưu trữ là chúng ta sẽ quyết định rằng là có bao nhiêu cái hàm đọc, bao nhiêu cái hàm ghi. Thì cái phần này thì không cần có cái tài liệu, phần này là liên quan đến cái phần lập trình, phần này là phần kỹ thuật thôi. Còn cái phần mà thiết kế dữ liệu lưu trữ này thì phải có cái hồ sơ. Có cái hồ sơ, phải không ạ? Thì cái hồ sơ đó gọi là cái sơ đồ logic dữ liệu mà chúng ta học trong môn nhập môn công nghệ phần mềm rồi. Thì cái sơ đồ logic dữ liệu là nó mô tả cho cái cấu trúc của cơ sở dữ liệu. Còn mô tả cho những cái tập tin media là chúng ta có cái cấu trúc tổ chức thư mục và tập tin, được không ạ? Thế thì cái vấn đề mà tôi đặt ra hôm nay là thiết kế dữ liệu. Cái từ mà thiết kế dữ liệu thì nó tương đương với là thiết kế dữ liệu lưu trữ. Nhưng mà cái thiết kế dữ liệu lưu trữ thì nó gồm tới hai phần. Thì là chúng ta chỉ tập trung vô cái phần thiết kế cơ sở dữ liệu thôi. Kịp không ạ? Còn tập tin media thì nói chung không có khó. Rồi. Thì cái vấn đề này đã được đặt ra ở trong cái môn nhập môn công nghệ phần mềm. Là cho một cái ứng dụng quản lý mặt hàng, cho một cái ứng dụng về bán vé xem phim, cho một cái ứng dụng về làm thuê phòng khách sạn, cho một cái ứng dụng về quản lý nhân viên. Câu hỏi đặt ra, câu hỏi muôn thuở là cơ sở dữ liệu này gồm có những cái bảng nào, và mỗi bảng nó có những cái cột nào, thì cái bài toán đó là bài toán thiết kế cơ sở dữ liệu. Thì nó có rất là nhiều cái hướng giải quyết khác nhau, nó có rất là nhiều cách tiếp cận khác nhau cùng một vấn đề. Thì ở đây cái kỹ thuật mà tôi hướng cho các anh chị đó là cái kỹ thuật dựa trên cái tiếp cận hướng đối tượng, và đó là cái sợi chỉ đỏ nó xuyên suốt ở trong cái môn học này. Thì cái hướng giải quyết của chúng ta đó, hướng giải quyết cơ bản nhất, cái này bảo đảm là nó sẽ ra được á. Đối với những cái bài căn bản á, đầu tiên chúng ta lập sơ đồ lớp đối tượng, là chúng ta đã học trong phần phân tích yêu cầu rồi. Thì với cái sơ đồ lớp đối tượng mà sau khi học xong rồi á, thì trong sơ đồ lớp đối tượng này nó có bao nhiêu lớp đối tượng, thì mỗi lớp nó tương ứng với một bảng.
có bao nhiêu cái quan hệ thì mỗi quan hệ nó tương ứng với một bảng là xong, chúng ta giải quyết được xong cái vấn đề một. Cái một ở đây là chúng ta giải quyết được xong, hiểu không ạ? Chúng ta ngó vô trong cái sơ đồ lớp là chúng ta có thể biết được là nó có bao nhiêu cái bảng. Ngó vô trong sơ đồ lớp, hiểu không ạ? Là chúng ta sẽ biết nó bao nhiêu cái bảng. Lớp đối tượng tương ứng là quan hệ cũng tương ứng với cái bảng ha. Tại vì là ở trong cái cơ sở dữ liệu quan hệ thì là nó phẳng, do đó là lớp đối tượng hay quan hệ gì nó cũng ánh xạ xuống thành những cái bảng trong cơ sở dữ liệu hết. Câu hỏi thứ hai là mỗi một cái bảng nó có những cái cột nào, thì trong một cái bảng á, nó sẽ có cái cột ID là chắc chắn có, mọi cơ sở dữ liệu ngày nay nó đều có cái chuyện đó hết. Rồi nó có những cái cột kiểu cơ sở. Như thế nào gọi là cột kiểu cơ sở? Là cái kiểu số, kiểu ngày, kiểu chuỗi, kiểu gì đó. Và những cái cột gọi là cột liên kết hay là cột khóa ngoại. Hay là khóa ngoại. Thì cái cột và kiểu cơ sở này thì không có khó. Cột kiểu cơ sở này thì không có khó. Nhưng mà cái khó nó nằm ở cái cột liên kết khóa ngoại này, nó có những cái cột nào. Thì chúng ta chỉ cần dựa trên là cái lớp liên kết. Cái lớp liên kết trong cái sơ đồ lớp này thì nó tương ứng với cái cột khóa ngoại. Đó mà, vậy thôi. Nó rất là đơn giản nếu mà chúng ta đã có cái lớp liên kết. Tức là mọi cái khó khăn nó dồn lại là cái chuyện là lập sơ đồ lớp. Mọi khó khăn nó nằm ở trong cái chuyện lập sơ đồ lớp. Lập ra xong đồ lớp rồi á, thì thiết kế dữ liệu này là không khó nữa. Thì sơ đồ lớp đối tượng đã học trong cái phần chương 1. Nhưng mà tôi quay trở lại, tôi mới nói là sơ đồ lớp đối tượng lập như thế nào. Sơ đồ lớp đối tượng nó lập, nó dựa trên cái nền tảng là chúng ta đi xác định những cái loại đối tượng. Ở ngoài thực tế thì người ta gọi là những cái loại đối tượng. Và cái thuật ngữ loại đối tượng này rất là quan trọng. Nó trong sơ đồ lớp nó kêu là lớp đối tượng. Còn ở đây tôi dùng cái từ là loại, loại đối tượng. Đúng không ạ? Thì nó có bốn cái loại đối tượng là con người, tổ chức, sự vật và hoạt động. Và mỗi một cái loại đối tượng như thế này nó sẽ tương ứng với lại là một cái lớp đối tượng. Thì khi mà chúng ta phân tích yêu cầu á, chúng ta lập sơ đồ lớp thì chúng ta xem xét có con người hay không, có tổ chức hay không, có sự vật hay không, có hoạt động hay không. Thì là chúng ta sẽ tương ứng nó với những cái lớp đối tượng. Nhưng mà lưu ý nha. Ở đây là tôi đang nói tới lớp đối tượng. Còn có những cái á mà nó không thuộc vào cái hoạt động, không thuộc vào sự vật, không thuộc vào tổ chức, không thuộc vào con người luôn nữa đó, thì nó không phải là liên quan cho đến loại cái đối tượng trực tiếp này. Lúc này nó không phải lớp đối tượng, mà lúc đó nó sẽ là cái quan hệ. Nó sẽ là cái quan hệ đó. Ví dụ như bài toán về quản lý nhân viên của chúng ta, mà nhân viên 2 á hoặc nhân viên 3 đó, một nhân viên có nhiều khả năng ngoại ngữ, thì cái ngoại ngữ á là một cái lớp, một cái loại đối tượng, một loại đối tượng thuộc loại đối tượng tổ chức, không à? Hay là cụ thể hơn là những cái danh mục rất là đơn giản. Nhưng mà cái khả năng nó thuộc về cái gì? Cái khả năng á nó không phải con người. Nó cũng không phải sự vật. Nó không phải là tổ chức. Mình hơi nghi một chút là nó là hoạt động thôi, nhưng mà cũng không phải là hoạt động. Tại vì những cái loại đối tượng mà thuộc hoạt động á, nó phải gắn với thời gian. Hoạt động là phải có thời gian và nó phát sinh theo thời gian. Cái khả năng nó không có phát sinh theo thời gian, thì cái lúc đó đó là nó tương ứng với cái quan hệ. Khả năng nó là cái quan hệ, quan hệ ở trong cái sơ đồ lớp đối tượng, kìa không ạ? Tại vì giữa hai cái loại đối tượng, hai cái lớp đối tượng khác nhau thì nó sẽ có những cái quan hệ. Cẩn thận á, nó có những cái quan hệ. Một nhân viên có khả năng biết nhiều ngoại ngữ, một ngoại ngữ có khả năng biết bởi nhiều nhân viên, thì cái nhiều đó nó sẽ sinh ra cái quan hệ. Cái nhiều nó sẽ sinh ra một cái quan hệ, hiểu không ạ? Quan hệ nhiều á, hiểu không ạ? Quan hệ này thực sự ra là quan hệ này là quan hệ nhiều thôi nha. Chứ còn quan hệ kia thì không có, quan hệ nhiều thôi. Thì nó mới ra một cái bảng. Rồi, nói là nhắc lại. Thì cái bài tập á, nó phần này tương đối là nó không có khó đâu, nó không có khó. Tại vì chúng ta lập được sơ đồ lớp rồi thì phần này là nó dễ. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu một chút về
cái business layer. Các anh chị cũng đã học rồi, nhưng mà tôi hãy trong cái ví dụ minh họa đó tôi sẽ giới thiệu thêm. Chuẩn bị qua là chúng ta học về cái audio, phải không ạ? Trong cái business layer đó thì nó sẽ gồm có những cái hàm xử lý nghiệp vụ. Nó tác động ở trên đây là những cái biến hay là những cái đối tượng. Ở đây là của bộ nhớ chính. Cái câu hỏi đặt ra, nếu mà chúng ta dùng cái công nghệ audio thì một cái đối tượng X trong thực tế lưu trữ là một dòng của cái bảng X, phải không ạ? Của cơ sở dữ liệu. Còn lọt trong bộ nhớ chính á thì nó là một cái data row. Một cái data row X của cái data table X. Data table bảng X. Đó. Rồi, đó là cái cách để biểu diễn thông tin của người ta. Nhưng bây giờ là hàm xử lý. Thì cái câu hỏi đặt ra đó là nó sẽ có bao nhiêu hàm xử lý. Hàm xử lý nghiệp vụ, bao nhiêu hàm. Thực ra là người ta sẽ không hỏi câu hỏi là bao nhiêu hàm. Người ta hỏi là có bao nhiêu class. Cái vấn đề là bao nhiêu cái class. Là chúng ta sẽ sử dụng bao nhiêu cái class. Rồi mỗi class có những cái hàm nào. Trong cái vấn đề xử lý là luôn luôn là như thế. Ví dụ giống như là ở trong cái phần mà data layer này á, thì cái kỹ thuật á là chỉ có một cái class xử lý lưu trữ mà thôi. Trong cái class này á là chỉ có các hàm đọc ghi thôi. Còn bao nhiêu hàm đó thì chút nữa tôi sẽ minh họa. Một cái class thôi. Nhưng mà chúng ta không có sử dụng class mà chúng ta sử dụng đối tượng. Và thực ra nó chỉ cần có là một cái đối tượng lưu trữ thôi. Một cái đối tượng lưu trữ. Không có cần nhiều cái kỹ thuật này. Một cái đối tượng lưu trữ thuộc về là xử lý lưu trữ. Các anh chị nêu lung tung hết trơn luôn nữa thì cũng được. Thì trong cái ví dụ minh họa tôi chỉ cho cái kỹ thuật làm sao mà chỉ tạo ra được một đối tượng thôi. Một đối tượng thôi. Một đối tượng duy nhất thôi. Thì cái hàm xử lý nghiệp vụ này nếu mà dùng cái công nghệ audio thì câu trả lời cũng là một cái class thôi. Một class đó là xử lý nghiệp vụ. Vấn đề là trong cái class này có những cái hàm nào. Ở xử lý lưu trữ thì nó dễ hiểu là nó có những cái hàm đọc ghi. Ở xử lý lưu trữ thì nó có những cái hàm đọc ghi. Tại nhiệm vụ của nó là đọc ghi. Còn cái xử lý nghiệp vụ này thì nó mơ hồ hơn. Phải không ạ? Thì các anh chị sẽ thấy rằng là cái hàm quan trọng nhất, cái loại hàm quan trọng nhất đó là hàm trích rút. Nó sẽ có cái hàm và loại cái hàm, cái nhóm hàm. Nhóm hàm gọi là trích rút. Cái nhóm hàm trích rút này nó sẽ thay cho cái câu lệnh SQL. Nhóm hàm trích rút này là nó thay cho cái câu lệnh SQL trước đây. Tức là vậy cái khối lượng lớn thì người ta phải trích nó ra. Trích nó ra những cái đối tượng mà người ta cần tới thôi. Tra cứu nhân viên, thí dụ nhân viên nhiều quá. Bây giờ một cái người tên là Trần Văn A, tôi muốn biết thông tin của họ thì phải trích ra cho tôi những cái người mà có tên là Trần Văn A, phải không ạ? Hóa đơn thì nhiều lắm, bây giờ tôi muốn trích ra những cái hóa đơn bán hàng trong tháng 6 hay là bán hàng trong một cái ngày nào đó, hay là những cái hóa đơn của một cái mặt hàng nào đó. Thì cái bài toán muôn thở đó là bài toán trích trúc. Và thế giới này ngày nay là lượng thông tin nó càng khổng lồ thì cái kỹ thuật trích trúc của chúng ta đó nó phải càng tinh vi. Đó là cái khối lượng nó bây giờ nó sẽ rất lớn. Thì một chút nữa đó, trong cái ví dụ minh họa tôi sẽ minh họa rất là kỹ lại về cái trích trúc trên audio này. Để chuẩn bị cho mà các anh chị khi mà qua cái chương sau á là chúng ta sẽ học cái công nghệ audio. Trong chương sau là chúng ta sẽ học cái công nghệ gọi là audio.
audio nó gọi là user defined object, tức là đối tượng tự định nghĩa. Thì là khi đó một cái đối tượng nó không phải biểu diễn bằng data row nữa, một đối tượng x thì nó sẽ có một cái class x tương ứng của nó, phải không ạ? Bây giờ đó, cái này là lập trình hướng đối tượng nghiêm chỉnh. Đó. Nhưng mà trước khi qua nó đó thì là tôi sẽ coi như dằn lại, ôn lại cái phần này cho nó kỹ. Còn cái phần VL này là một cái câu chuyện dài, câu chuyện dài rất là nhiều tập, thì là một chút nữa là tôi cũng chỉ giới thiệu sơ lược qua thôi. Khi mà chúng ta học tới VL á là tôi lại nói thêm được ở cái VL, và cuối cùng thì chúng ta mới học tới cái phần view layer, phải không ạ? Nó giống như là các anh chị thấy là xây một cái nhà đó, đầu tiên á là phải có cái móng, móng ở bên dưới á là cái cơ sở dữ liệu, là những cái tập tin, là cái dữ liệu. Rồi sau khi móng xong á, nó phải có cái khung sườn, à nó đổ cột đồ này nọ, đổ đà đồ này nọ vân vân lên hết, được không ạ? Che tức là ngăn vách đồ này nọ rồi che đồ lại vân vân, rồi tới mới tới cái công đoạn cuối cùng là công đoạn hoàn thiện á, là mới làm toilet rồi làm đồ này nọ, trang trí nội thất rồi vân vân á. Thì thực sự ra cái công đoạn đó cũng tốn rất là nhiều thời gian. Thì cái giao diện này nó cũng là cái dạng là trang trí, trang trí lên thôi, phải không ạ? Nhưng mà cái người sử dụng á thì họ không cần biết, giống như một cái xe người ta ngó vô không biết là nó có chạy tốt hay không, nhưng mà mẫu mã nó xấu quá là người ta không muốn đi rồi. Nhìn thấy một cái nhà không biết nó có bền hay là không, mà ở ngoài cái thiết kế của nó vô chúng ta cảm thấy rằng màu sắc đồ này nọ nó không có thích hợp là người ta cũng không muốn ở. Một cái phần mềm chưa không biết là nó chạy hay hay không, nhưng mà ngó vô thấy khó xài quá luôn nữa đó, thì người ta là cũng không thích, phải không ạ? Tuy nhiên cái phần mà làm giao diện này là như tôi nói là một câu chuyện dài nhiều tập. Thì tôi sẽ cố gắng là tôi sẽ giúp cho các anh chị để mà làm cái giao diện cho nó tốt hơn, phải không ạ? Thì khi mà dạy cái phần này á, tôi cũng cân nhắc giữa hai chuyện. Một là khi học data layer đó là chúng ta học thuần túy data layer thôi, không nói gì tới business layer, không nói gì tới view layer hết. Thì học như thế thì theo tôi đánh giá là nó hơi chán. Đây lúc đó là muốn minh họa nó, chỉ minh họa trên giao diện console thì nó cũng có cái hay của nó, nhưng mà nó cũng có cái chán của nó. Lúc đó không có làm giao diện, không có làm gì hết trơn á, không có ra một cái chức năng nào có ý nghĩa đàng hoàng hết. Còn học mà theo cái dạng thực tế đó thì nó phải có business layer, nó phải có view layer. Nhưng mà khi có cái đó vô rồi mà các anh chị lại chưa có rành thì đâm ra là các anh chị lại hơi rối. Thì cái đó là cái tôi đang phân vân, tôi xem coi cái hiệu ứng là như thế nào. Tôi vẫn gửi cho các anh chị cái suột, nếu mà nhắm mà tôi thì tôi chỉ muốn cho các anh chị học tốt thôi. Nếu mà không có thích hợp thì tôi sẽ đổi vào cách khác, là lúc đó tôi dạy giao diện console thôi, cho nó đơn giản, rồi tới đâu học tới cái phần đó. Tới đâu học tới phần đó. Tất nhiên là khi đó học không được nhiều, còn cái kỹ thuật này á là học trong data layer, nhưng mà giới thiệu business layer một phần, giới thiệu view layer một phần, rồi đến đó nó mới học kỹ hơn, tức là học thành nhiều vòng, học thành nhiều vòng, phải không ạ? Nhưng mà về mặt tâm lý của các anh chị thì nhiều khi cảm thấy là nó ngọt, phải không ạ? Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ minh họa cái phần thực hành. Ở đây là tôi có gửi qua cho các anh chị nha, cái phần không phải cái bài của chúng ta là ở cái phần trực tuyến đây, đây. Tôi có gửi qua các anh chị về cái phân tích cái quản lý nhân viên một quy mô nhỏ, phải không ạ? Thì ở trong này á nó có một cái phần gọi là cái phần cái yêu cầu, phải không ạ? Cái yêu cầu